Một thông tin nữa, ban biên tập chương trình Alo đường dây nóng nhận được qua số điện thoại của chương trình vào khoảng 13 giờ chiều ngày 29 tháng 11, một căn hộ của chung cư Hưng Phát, đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến cho cư dân sống trong tòa nhà hoảng hốt tháo chạy. Bảo vệ chung cư cùng nhiều người dân tiếp cận hiện trường để dập lửa, nhưng do căn hộ bị khóa trái cộng với khói đen tỏa ra nhiều khiến lực lượng tại chỗ đành bất lực. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Nhà Bè đã điều lực lượng và phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Sau ít phút, lính cứu hỏa đã khống chế được đám cháy. May mắn không có thương vong về người. Nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện từ máy giặt gây cháy. Cũng liên quan đến hỏa hoạn, khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 11, khi thấy căn nhà số 111/5B đường Tân Chánh Hiệp 20, khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy. Hàng chục người dân sống xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini nước để dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà bị khóa từ bên trong nên người dân phải phá khóa thì mới tiếp cận được. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 12 đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã được người dân khống chế và dập tắt trước đó. Hậu quả, ngôi nhà bị cháy nhiều tài sản, vật dụng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.